Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len sandal cho bé như thế này. Ở phía trước thì mình có trang trí một mẫu nơ nhỏ, cũng như là móc các cái hạt cườm trực tiếp vào trong thân giày phía trước. Mặt đế có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Phía sau mình có làm một sợi dây dài để mình có thể cột vào phần chân của bé cho có điểm nhấn hơn. Đây, mẫu giày len như thế này. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc, ở đây mình dùng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len ha, cho cái phần thân giày của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có một mẫu nơ nhỏ mình dùng để trang trí cho phần thân trước của giày, một ít hạt ngọc nhỏ để móc trực tiếp vào phần thân trước, keo nến và một lớp đế xốp chống trơn, ở đây mình đã cắt sẵn. Thì cái cách cắt mẫu đế này mình cũng có hướng dẫn trong clip móc đế giày, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Khi cắt nhớ bo ôm lại ở hai bên hông để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải nè. Đây, hai chiếc giày của mình nó có độ bo ôm chính giữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân giày. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Thì ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này rồi. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Mẫu mặt đế của mình là 11,5 cm, nên xích đầu tiên của mình bên trong sẽ là 16 mũi xích đầu tiên nè. Và cái vòng ngoài cùng sẽ là mũi nửa kép. Và mẫu giày này mình có dán đế nên mình sẽ đưa mặt trái xuống phía dưới và mình bắt đầu móc ở cái mặt phải phía trên nè. Ta sẽ đưa mặt phải lên trên. Các bạn sẽ canh cho mình từ cái gót giày của phần mặt đế. Ta tính từ cái mũi móc cuối cùng đi lên, đếm cho mình 6 mũi móc ha. Đây, từ cái điểm cuối cùng lên trên. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Từ cái chân móc thứ 6 này các bạn sẽ giống thẳng hàng cho mình ra cái mũi móc ở ngoài cùng này nè. Đây, giống thẳng hàng ra mũi móc ngoài cùng. Ta sẽ bắt đầu cái phần dây quai phía sau từ cái mũi móc này. Ở đây mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc như thế này nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía trong ha. Và lưu ý mũi móc đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc phía trong, đồng thời đâm kim vào cái chân móc của phần thân bên trong nè. Cái phần thân của mũi móc bên trong này các bạn sẽ đâm kim cho mình một phần vào thân chân móc bên trong này. Đây, hai cái mũi móc của mình nó sẽ nằm trên kim như thế này ha. Lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ không có bị hở. Ta sẽ đưa đầu len ra phía sau mũi móc, kéo len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Sau đó cũng đâm kim vào chân móc ta vừa móc và móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Khi được một mũi móc đơn rồi, hai chân móc kế tiếp, hai chân móc nằm chính giữa, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và hai chân móc nằm chính giữa này sẽ móc vào chân móc ở phía trong ha. Ta sẽ không đâm kim vào thân chân móc nữa. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Và đối với cái phần thân bên này mình dừng lại ở 4 mũi móc, nên mũi móc cuối cùng các bạn sẽ đâm kim cho mình tương tự như mũi móc đầu tiên. Ta sẽ đâm kim vào chân móc ở phía trong của mũi móc nè. Đồng thời đâm kim vào một phần thân chân móc ở bên trong này. Đâm kim vào một phần thân chân móc. Trên kim có hai cái mũi móc như thế này thì móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Như vậy là cái độ dày của phần thân phía sau nó sẽ có độ dày là 4 mũi móc. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo ta sẽ có 4 chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào 4 chân móc này. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Tương tự chân kế bên móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ 3 móc một mũi móc đơn. Và chân móc thứ 4 cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi móc đến cuối hàng ta được hai hàng móc mũi đơn có số mũi bằng nhau. Tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ 3 sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc thứ 2. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc,
sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa để cái phần thân sau này nó có cái độ cao nè, nó có cái độ cao tương tự như thế này. Các bạn sẽ móc lên cho mình 8 hàng móc nha. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc lên thêm cho mình 8 hàng móc tổng cộng nha. Móc đến cuối hàng, móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại và làm tương tự cho các hàng móc tiếp theo. Sau khi đã móc lên được 8 hàng móc đều nhau, các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình cái đoạn len thừa phía dưới. Từ cái hàng móc thứ 8 này, ta sẽ tiến hành chập đôi lại để mình tạo khoảng trống luồng dây. Móc lên một mũi móc xích. Ở đây mình móc 8 hàng móc nè. Thì hàng móc thứ 8 và hàng móc thứ 4 các bạn sẽ tiến hành chập đôi lại để mình tạo cái khoảng trống luồng dây ha. Ta sẽ chập đôi lại ở hàng móc thứ 8 và hàng móc thứ 4. Và lúc này cái độ cao của phần thân sau mình nó sẽ có độ cao đến phần mắt cá chân của bé nha. Các bạn sẽ tiến hành chập đôi lại cho mình. Ta đâm kim vào chân móc đầu tiên của hàng móc thứ 8. Đồng thời đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của hàng móc thứ 4 phía dưới nè. Đây là hàng móc thứ 4, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ 4. Đâm kim vào hai chân móc song song như thế này, sau đó móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của hàng móc thứ 8. Đồng thời đâm kim vào chân móc kế tiếp của hàng móc thứ 4. Đây là chân kế tiếp của hàng móc thứ 4. Đâm kim song song vào hai chân móc như thế này, sau đó kéo len và móc cho mình một mũi dời. Tương tự đâm kim đến chân thứ 3 của hàng thứ 8 và chân thứ 3 của hàng móc thứ 4. Song song và kéo len móc một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ 4, chân móc cuối cùng của hàng thứ 8 và chân cuối cùng của hàng móc thứ 4. Đâm kim song song, sau đó móc vào đây một mũi dời. Móc đến cuối hàng thì lúc này mình sẽ tạo ra được cái khoảng trống này để mình luồn dây nè. Lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Đây thì lúc này ta sẽ có cái khoảng trống để mình có thể luồn dây ra phía sau. Ta sẽ tiến hành giấu len thừa vào trong các cái mũi móc. Đối với cái phần thân đối diện, các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái phần thân mà ta vừa móc này nè. Ở cái phần thân này mình đếm lên 6 mũi móc và ta đâm kim vào chân thứ 6 thẳng hàng với cái mũi móc thứ 6 ở bên trong. Thì cái phần đối diện các bạn sẽ làm ngược lại. Ta sẽ đếm lên 3 mũi móc. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 3 thẳng hàng với cái mũi móc phía trong này nè. Chân móc thứ 3 này ha. Và mũi móc đầu tiên cũng đâm kim cho mình vào chân phía trong. Đồng thời đâm kim vào một phần của thân chân móc bên trong nè. Mũi đầu tiên và mũi cuối cùng ha. Ta sẽ đâm kim vào thêm một phần thân chân móc bên trong. Để trên kim có hai mũi móc như thế này thì đưa sợi len ra phía sau mũi móc. Móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ móc vào chân ở phía trong thôi ha. Đến mũi móc thứ tư là mũi móc cuối cùng, ta sẽ đâm kim vào chân móc ở phía trong. Đồng thời đâm kim vào một phần của thân chân móc cùng với nó. Đây, một phần thân chân móc như thế này và móc vào đây một mũi móc đơn. Từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái phần thân mà ta vừa móc ở đây nè. Móc lên 8 hàng móc, sau đó chập đôi lại hàng thứ 8 và hàng thứ 4 nha. Để mình có thể tạo được khoảng trống luồng dây cài điều chỉnh nè. Làm tương tự cho mình giống như cái phần thân mà mình vừa móc. Mỗi hàng móc ta sẽ có 4 mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Móc cho mình lên 8 hàng móc, sau đó chập đôi hàng thứ 8 và hàng thứ 4 lại. Đến cuối hàng lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại và làm tương tự. Sau khi đã tạo ra được hai bên hông đối xứng với nhau như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái phần thân trước. Trước khi móc cái phần thân trước thì các bạn sẽ tiến hành xỏ cho mình các cái hạt ngọc vào ha. Ta sẽ dùng keo nến chích cho mình một ít keo lên đầu sợi len.
Sau đó dùng tay vo đầu len lại để cho cái đầu len của mình nó được cứng kép và nhỏ lại nè. Đây, lúc này đầu len của mình nó sẽ nhỏ lại và giống như cái đầu kim khâu á. Sau đó mình sẽ sử dụng cái điểm này để xỏ các cái hạt ngọc vào trong sợi len một cách dễ dàng nè. Đây, hạt ngọc của mình nó sẽ có cái khoảng trống như thế này. Các bạn sẽ tiến hành xỏ ngọc vào ha. Các bạn sẽ xỏ cho mình 5 hạt ngọc tương đương với cái phần dây thân trước. Và hạt ngọc còn lại mình sẽ tiến hành dùng để trang trí cho nơ nha. Xỏ cho mình 5 hạt ngọc tương tự. Sau khi đã xỏ được hạt ngọc vào trong sợi dây len rồi, các bạn tiến hành cắt cho mình cái đầu len. Ta sẽ cắt cái đầu len này đi ha. Và từ đầu len này tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Để phân biệt được chiếc trái phải cho phần thân dày của mình á, thì các bạn sẽ dựa vào cho mình cái cụm 7 mũi ở đây nè. Cái cụm 7 mũi này. Để móc được chiếc giày ở bên trái thì ta sẽ dựa vào chân móc thứ nhất của cái mũi kép đơn thứ nhất ở cụm 7 mũi. Còn chiếc bên phải là chân móc thứ 7 ha. Đây, chiếc bên trái thì ta sẽ đâm kim như thế này. Chân móc thứ nhất đâm xuống chân móc thứ hai, sau đó móc vào đây. Còn chiếc giày bên phải các bạn sẽ đâm kim ngược lại. Đâm kim từ trên chân thứ 6, sau đó đâm ngược lại vào chân thứ 7 phía dưới. Sau khi đã đâm kim được như thế này rồi, các bạn tiến hành đưa cho mình cái nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích dài 16 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Sau khi đã móc được 16 mũi móc xích liên tiếp, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3, móc vào chân móc thứ 16 một mũi kép đơn. Chân thứ 15 cũng móc tương tự cho mình vào đó một mũi kép đơn. Được 2 mũi kép đơn liên tiếp vào chân 15 và 16. Thì đây sẽ là cái khoảng trống để ta trang trí nơ nha. Chân móc thứ 14 các bạn sẽ tạo cho mình một hạt ngọc ở đây. Và các cái hạt ngọc của mình sẽ móc xen kẽ cho đến các cái đường móc xích tiếp theo nha. Các bạn sẽ kéo cho mình một hạt ngọc lên phía trước. Sau đó lấy len, sau đó đưa cho mình hạt ngọc ra phía trước kim nè. Móc vào chân móc thứ 14 một mũi kép đơn. Khi đã tạo được một hạt ngọc cho chân thứ 14, thì chân móc thứ 13 các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi kép đơn và ta không tạo hạt ngọc nha. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn nè. Được một chân móc không có hạt ngọc rồi thì chân thứ 12 móc cho mình một hạt ngọc ở đây. Cũng kéo hạt ngọc ra phía trước kim. Lấy len sau đó đưa hạt ngọc ra phía trước kim. Móc vào chân móc thứ 12 một mũi kép đơn. Được một chân móc có hạt ngọc rồi thì chân kế tiếp ta sẽ móc một mũi không hạt ngọc. Tiếp tục tạo một hạt ngọc cho cái chân móc tiếp theo. Cũng lấy len và đưa ngọc ra phía trước kim. Sau đó móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Tiếp tục mũi móc kế tiếp ta sẽ không tạo hạt ngọc. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên sẽ tạo một hạt ngọc, kéo hạt ngọc ra phía trước đầu kim, sau đó móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Tương tự chân kế tiếp sẽ móc một mũi không hạt ngọc và cũng tạo một hạt ngọc cuối cùng cho cái chân móc kế tiếp. Lấy len và đưa hạt ngọc ra phía trước kim, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn.
Sau khi đã tạo ra được 5 hạt ngọc xen kẽ với các cái mũi kép đơn không có hạt ngọc nè, thì ở các chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình giảm mũi. Chân kế tiếp này ta sẽ móc một mũi nửa kép vào đây. Được mũi nửa kép rồi, chân kế bên móc một mũi móc đơn. Tiếp tục ở các chân móc cuối cùng các bạn sẽ tiến hành móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc. Chân kế bên này móc một mũi dời. Chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi dời. Và chân cuối cùng cũng tương tự một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn tất phần thân trước của giày. Ở đỉnh giày thì mình có bo nhỏ lại để có thể luồn vào trong kẽ chân của bé và nó không có bị to, cho chân của bé nó đỡ đau ha. Đây, phần thân trước của mình hoàn tất như thế này. Đối với các cái sợi len thừa ở phía trên nè, các bạn sẽ tiến hành kéo cho mình các cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc. Sợi len thừa đầu tiên cũng đâm kim từ dưới lên trên vào mặt đế giày len nè. Đâm kim vào cái chân móc của sợi len thừa đó luôn ha. Sau đó kéo ra phía sau. Và cái sợi len kết thúc cũng làm tương tự. Cũng đâm kim từ dưới lên trên, từ mặt đế, sau đó kéo sợi len xuống phía dưới. Thì cái mẫu giày này mình có dán đế nên các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc ha. Thì khi ta dán đế vào nó sẽ giúp che đi được các cái sợi len thừa này nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái sợi dây để mình cài ra phía sau vào thân của bé. Và phần dây cài phía sau của mình nó sẽ được nối trực tiếp với cái phần thân mà mình vừa móc ở đây. Các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể vòng qua các cái phần cổ chân của bé ha. Ta có thể vòng được nhiều vòng vào trong cổ chân của bé. Sau khi đã tạo được độ dài của đầu dây rồi, tiếp tục mình sẽ tiến hành nối với cái phần thân trước mà ta vừa móc ở đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi thứ 16 ở đây nè. Cái chân móc xích thứ 16 móc vào đây cho mình một mũi móc đơn ha. Ở 3 mũi móc xích mà ta gây nên tiếp theo của cái phần thân trước nè. Thì 3 mũi móc xích này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống của 3 mũi móc xích này và cái mũi kép đơn thứ 16 á, móc vào một mũi móc đơn. Và tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của cái mũi thứ 16 này, móc tiếp vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã nối được cái phần dây với thân trước bằng 3 mũi móc đơn ha. Tiếp tục móc lên một sợi dây móc xích bằng với sợi dây mà ta vừa móc ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau khi đã hoàn tất được độ dài của đầu dây, ta tiến hành kéo và cắt len. Mình vừa hoàn tất được chiếc giày bên phải với hai đầu dây cột ở hai bên như thế này. Các bạn có thể dùng keo nến hoặc là loại keo chuyên dụng để dán đế giày. Mình sẽ dán đế xốp vào trong mặt đế giày len. Thì mặt đế giày len của mình nó có độ co giãn. Khi dán ta sẽ tiến hành nắn chỉnh để cho cái phần này nó có cái độ bo ôm lại. Đây, nó sẽ sát với cái phần thân đế giày ha. Và canh chỉnh cho chiếc giày còn lại để ta có thể phân biệt được chiếc trái phải. Sau khi đã dán được mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len và tiến hành nắn chỉnh để phân biệt được chiếc trái phải, thì ở phía trước, ở cái khoảng trống mà ta chừa ra hai mũi thứ 16 và 15 á, các bạn sẽ tiến hành đính cho mình cái phần nơ này lên để mình trang trí cho phần thân trước của giày. Hai khoảng trống mà ta tạo ở hai bên, các bạn sẽ luồn cho mình hai đầu dây vào hai cái khoảng trống này
để mình có thể cột điều chỉnh ra phía sau phần gót chân của bé, hoặc là có thể quấn nhiều vòng vào cổ chân ha, cho cái phần cổ chân của mình nó có điểm nhấn hơn. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác ngoài cái họa tiết nơ này, cho phần thân giày của mình thêm xinh xắn. Chúc các bạn thành công!